một cựu chiến binh trở thành tử tù đầu tiên bị thi hành án ở Hoa Kỳ trong năm 2015. Tin từ Georgia, một cựu chiến binh Hoa Kỳ, người đã bị kết án tử hình vì sát hại một phó cảnh sát trưởng ở Georgia vào năm 1998, đã trở thành tử tù đầu tiên được thi hành án tại Hoa Kỳ trong năm nay. Theo văn phòng tổng trưởng lý Georgia cho biết, Andrew Brannan, 66 tuổi, đã bị xử tử bằng thuốc độc vào tối qua tại một nhà tù ở Jackson. Tòa án tối cao Georgia đã từ chối một kiến nghị tri hoãn tử hình vào buổi chiều hôm thứ Ba. Sau đó, tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ hai kiến nghị để ngăn chặn việc thi hành án đối với Brennan. Luật sư của Brennan đã không tranh luận về việc cựu chiến binh này đã bắn chính phát vào người cảnh sát Kyle Dinkaler, 22 tuổi, trong một cuộc kiểm tra giao thông. Toàn bộ hành vi nói trên đã bị ghi hình bởi camera trên xe tuần tra của Dean Keller các luật sư của Brennan đã từng cố gắng thay đổi bản án tử hình cho thân chủ. Họ cho rằng ông này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những di chứng thể chất và tinh thần trong thời gian th tham gia quân ngũ. Trước đó, Brennan đã từng là một pháo binh tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Vào hôm thứ Hai vừa qua, ban ân xá của Georgia đã từ chối thay đổi bản án cho Brennan sang dạng trung thân. Bản án đã được thực hiện vào tối ngày hôm qua. Sau khi rời quân ngũ, Brennan đã từng được quân đội Hoa Kỳ trao tặng huân chương.